Mẹo tính nhanh, phép nhân một số với 13. Hiển nhiên các bạn không cần phải trang bị máy tính, đặc biệt là máy tính đau to búa lớn 880 BTG gì đâu. Hãy xem hết video này để mình chỉ cho chúng ta cách tính mà không cần dùng máy tính và cũng không cần bấm điện thoại luôn. Hãy xem hết video này nha. Giả sử chúng ta cần tìm kết quả của phép nhân một số là AB với 13, thì kết quả của phép tính này sẽ là một số có 3 chữ số. Và chữ số đầu tiên hiển nhiên là A, và chữ số cuối cùng đó là B nhân với 3. Và chữ số ở giữa là gì? Chữ số ở giữa là A nhân với 3 rồi cộng với B. Ví dụ này để chúng ta dễ áp dụng hơn. Tôi cần kết quả của phép tính 46 nhân với 13 thì bằng bao nhiêu? Chữ số đầu tiên chúng ta ghi là 4, và chữ số thứ ba đó là 6. 6 nhân 3 là 18, các bạn sẽ ghi 18. Hiển nhiên 418 không phải là kết quả đâu nha. Chữ số ở giữa chúng ta lấy 4 nhân với 3 cộng với 6. 3 nhân 4 là 12, 12 cộng 6 là 10, 18, chúng ta ghi 18 theo đúng thứ tự như hình nha. Sau đó cộng từ trên xuống, đây là 8, 1 cộng 8 là 9, 4 cộng 1 là 5. Vậy kết quả của phép tính 46 nhân 13 là 598. Vậy thì có gì khó để tìm kết quả của phép tính 93 nhân với 13 không nhỉ? Hãy cho biết kết quả của bạn ở phần bình luận bên dưới video nhé. Nhớ đừng bấm máy tính và đừng sử dụng điện thoại đây.